đi chú xem nào. Giờ bây giờ cuống thì sao mà mở được. Phải đập cửa. Bây giờ đây. Hỏi chặt như bàn thống thế nào được. Đeo kiểu cho ra kìa. Sao mà ra được khói đặc như này? Nhà hiện đại như này mà sao không cháy được vậy? Chết rồi, ơi mùi như kia. Nó cháy điện mà nó chập con người không được. Con chủ nhà trong nhà, cái bà giúp việc bà bảo trong nhà kìa. Bà giúp việc của bà này bà chạy lên. Trên cùng đứng thôi chứ còn đứng kìa. Lên mở được hết chứ sao mở được. Mở hết lên trên chẳng chứ. Nhưng mà điện cháy nghĩ kinh chứ. Bà hoảng ấy chắc hoảng. Cạnh cạnh đấy chị à, cái chỗ đối diện 4.0 ấy. Bắt về rồi. Không chịu được. Đấy, mới có 15 phút mà nó cháy hết này. Toàn đồ gỗ trong nhà. Ôi giời, bơm rồi. Ôi giời. Tắt nước đi. Tắt nước thì được. Không mấy mét này. Bây giờ chỉ khói thôi. Người bà chủ ở trong đấy rồi. Bà chủ đâu mất trên đấy. Trên trên này á? Ừ, bà chủ chạy xuống này sợ quá này chạy lên. Chạy lên à? Ừ. Bà chủ. Bây giờ không không sống được rồi, chắc không sống rồi. Chết rồi. Ôi khổ thân bà. Cần báo xin bà vừa ở đây này. Vừa mới chạy xong à?